500 anh em và chúng ta lại cùng gặp nhau chương trình phố siêu xe hôm nay có gì. Trước mặt chúng ta là một chiếc Hyundai Santa Fe 2019, rất là đẹp luôn, thiết kế mới. Tuy nhiên đây không phải là chiếc xe đáng chú ý nhất tại đây, mà chúng ta sẽ cùng đi khám phá những chiếc xe khác. Và đây là một chiếc Range Rover. Range Rover SV. Đây là ba mẫu xe đáng chú ý đang có mặt tại đây. Đầu tiên là chiếc Lamborghini Aventador Raptor LP704, động cơ V12 6.5 lít và 700 mã lực, 690 Nm, cực kỳ mạnh luôn, tăng tốc từ 0-100 đâu đó khoảng 2.8-2.9 giây gì đó. Sơn màu đỏ, chúng màu rất là đẹp trên những chiếc siêu xe, đặc biệt là Lamborghini và Ferrari thì cái màu đỏ này nó mang đậm chất sport, đậm chất thể thao. Hôm trước thì xe được độ vành ADV1, tuy nhiên mới đây chủ nhân đã lắp vành tiêu chuẩn rồi. Lamborghini Aventador, đó là câu nói của một cậu bé bên kia đường đã nhìn thấy xe và ơi, nó đang ngoái cổ nhìn xe. Bên cạnh là một chiếc Kia Morning ngũ 7. Đây là chiếc xe rất là quen thuộc tại đây, gần như ngày nào nó cũng đỗ ở đây. Đây là xe của anh Tùng với biệt danh là Tùng Vàng Luxury. Luxury VIP Vertu, các kiểu có đa điều luôn. Các bạn nhìn biển số không? Nhìn số điện thoại hotline không? 09776 và 6 số 7. Còn đây là 5 số 7. Bên cạnh là chiếc Rolls Royce Series 1, được độ lên Series 2. Rất là đẹp luôn. Biển 8558 trùng với số biển số của chiếc F12 Berlinetta, cũng rất thường xuyên đỗ tại đây và cũng thuộc sở hữu của anh Tùng và anh Hùng. Chiếc Golf màu trắng, logo ba chiếc. Những cậu bé trên chiếc xe City Tour nhận ra chiếc Lamborghini. Các bạn có thể nghe thấy bộ to Lamborghini. Bộ ba siêu xe tại đây. Chiếc Morning cũng tạm gọi là siêu xe tại vì nó cũng có chung một chút siêu, đó là siêu biển. Vâng, một chiếc Subaru bật đèn pha đi trong phố thật là vô học, không hiểu nó bật đèn pha để gì. Rồi chiếc Lamborghini, hệ thống ống xả vừa di chuyển về nên đang rất là nóng luôn. IPE 700. Wow, chúng ta sẽ đi đến một chiếc xe tiếp theo. Lamborghini Superlega phiên bản LP704, độc nhất Việt Nam luôn. Động cơ V10 5.2 lít, độc nhất Việt Nam. Lamborghini Gallardo Superlega LP704, độc nhất Việt Nam. Chủ xe đời hơi bẩn một chút, nhìn ngang rất là đẹp luôn. Xe đỗ tại cường Mobile 3 Điện Biên Phủ. Rất đẹp. Bộ mâm của nó đẹp lắm anh em ạ, 5 chấu kép, cụm phanh màu vàng, đĩa phanh carbon rất là lớn với những cái lỗ phanh đục. Superlega, bộ tem Superlega hai bên.
gương carbon. Nội thất bên trong full carbon luôn đó. Wow, một chiếc G63. Một chiếc G63 đi bên kia đường. Quay lại với chiếc Aventador Lamborghini Gallardo Superlega LB704 này. Xả Carbobic tiêu chuẩn luôn đấy. Cản sau carbon, cánh gió carbon, rất nhiều thứ carbon. Rất đẹp, rất rất đẹp luôn. Thật phun ra Alcantara và phun ra Alcantara và carbon luôn. Chất liệu carbon và ra Alcantara. Vâng, xin chào các bạn, có lẽ xin chào các bạn, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Rất vui vì được tiếp tục đồng hành với anh em trong năm 2019. Anh em nhớ like, subscribe kìa, anh em nhớ like, subscribe và ủng hộ mình ở những cái video tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em.